Rõ ràng rằng là cái clip hôm bữa ông nói đi bệnh viện về đi rồi ông cho thời gian một tuần, dạ. Rồi sắp xếp để mà chị đi, dạ. Vậy mà người ta chưa về ở được ngày nào, bệnh viện thì người chưa cho xuất viện mà ông bắt người ta về dọn đồ ra ngoài đường, không có được. Ông trọ đó là không có được. Dạ. Người ta nói xong mà khó, dạ. Mà khó đến mức độ như vậy được. Dạ. Cái xong cái ông là người ta cho 1 tháng mà người ta không tính toán mà cái bóng đèn đòi lại, nhưng mà của chị lấy, ủa có ổng đứt rồi. Ông có thắc mắc chị vậy đó. À, tức là mình mua bóng đèn mà ông cứ nghĩ là bóng mất của ông á. Dạ dạ dạ. Chà. Dạ. Sao mà chủ trọ gì mà nhỏ mọn đến mức độ cả cái bóng đèn không mà cũng lấy của người ta nữa trời. Không biết là có cái chuyện gì hay không, nhưng mà sống phải để cho người ta có một cái nhịp thở chứ. Từ từ nó mới tính được chứ. Làm em đi trên đường em rất bực luôn, em nói. Còn không biết là bên đó họ sống với chị như thế nào, tốt xấu ra sao, nhưng mà trong thời điểm này anh chị đang nằm ở trong bệnh viện mà chưa được về mà họ đuổi, họ vứt đồ ra khỏi phòng trọ là em không có chấp nhận. Yeah. Đâu ra mà sống đến mức độ như vậy? Đó chưa sắp xếp đàng hoàng cái viên xe dọn đi chứ chưa gì chơi, cái ông ấy có về không là tôi dọn đồ dục ra ngoài. Ừ. Nói vậy á. Nói câu đó là sai rồi chú sống vậy không được rồi. Mến chào quý ông bà cô chú và các anh chị ạ. Thì lời nói đầu tiên cho phép được Tàng được gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị ở trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại bây giờ Lực Tàng đang có mặt tại dãy phòng trọ của em với lại em Cảnh đây quý ông bà cô chú anh chị. Thì sáng ngày hôm nay là Lực Tàng có một cái hành trình đi ra đất Bình Thuận để chở em với lại cô Mãi là về bên ngoài Bình Thuận để có một chuyến đi du lịch, đi chơi nha quý ông bà cô chú anh chị. Nhưng mà đi chơi thì cũng không quên cái nhiệm vụ. Tại vì ngày hôm nay á, là có một cái trường hợp là bên phía của Xuân Truyền là hai vợ chồng mà anh mà bị gãy cả tay cả chân đó quý ông bà cô chú anh chị, thì cũng đã được bệnh viện người ta cho xuất viện. Thì sáng ngày hôm nay là sáng thứ hai, thì đúng cái ngày mà Lực Tàng là dự kiến là sẽ đi ra đất Bình Thuận, cho nên là Lực Tàng xuống dưới đây thì Lực Tàng cũng khá là rối rắm khi mà gặp cái trường hợp là phải vừa đi mà bên phía đó lại xuất viện nữa, cho nên là không biết là Lực Tàng sẽ giải quyết như thế nào. Tại vì phòng trọ rồi này kia thì Lực Tàng cũng chưa sắp xếp được. Thì bên phía Tỷ Thiên Thần Tỷ cũng có nói rằng là sẽ thực hiện cái chương trình là thuê cái phòng trọ cho bên phía anh chị Xuân Truyền là ở dưới gần cái bệnh viện Bãi Bê luôn. Tại vì trên đó là họ xác định là họ không cho ở nữa rồi đó quý ông bà của chú anh chị. Mà tình hình là anh Xuân mới mổ xong thì không thể ở trên đó được, phải đi lại tái khám đồ này kia thì cách xa cái bệnh viện Bãi Bê quá. Cho nên là Lực Tàng đã lên phương án là nhờ bên phía em Cảnh này nè là kiếm một cái phòng trọ ở khu vực dưới đây. À, giải phòng này thì bên phía cha của em, cha của Hiếu đã về đây ở cái phòng của Hiếu thì chuyển ra đằng sau, cho nên là cái khu vực giải phòng trọ mà thương phế bình này đã hết phòng rồi quý ông bà của chú anh chị. Thì ngày hôm trước anh bảo em đi kiếm phòng thì em đã kiếm được chưa Cảnh? Giờ có hai chỗ, một chỗ là còn một phòng mà cũng 1 triệu 2, còn một chỗ là còn hai phòng nhưng mà cũng rộng rãi, thoáng mát lắm, nhưng mà cũng đó ở chỗ đó là 1 triệu 2. 1 triệu 2 là phòng ốc em nhìn thấy như thế nào, đẹp không? Ok, đẹp lắm anh. Phòng vệ sinh, nhà vệ sinh rồi với hả chỗ rồi nó rộng rãi, có quạt gió luôn nha, là gạch người ta dán lên tới nóc luôn. Sạch sẽ cho mình là hết luôn. Vậy. Vô là chỉ dọn đồ vô là ở thôi. Chứ không phải như chỗ này mà bữa mà vô rửa gáy rồi dọn cực khổ đâu. Này mình chỉ vô mình dọn đồ vô mình ở thôi, sạch sẽ lắm. Nói chung là tường gạch là người ta dán từ dưới lên trên luôn. Dạ đúng rồi. Phòng trọ là đã có quạt, có quạt gió thôi nha, kệ đồ này kia hết rồi. Dạ, ha. Dạ, có kệ đồ chỗ nấu ăn đồ, sạch sẽ lắm. Như vậy là ok rồi. Dạ. Thì chắc có lẽ rằng là Lực Tàng sẽ chở em Cảnh qua bên đó chỉ cái phòng trọ đó, rồi trước khi đi Bình Thuận đó là Lực Tàng phải giải quyết để mà thuê cái phòng đó trước, chứ không có vô đây rồi là người ta cho thuê mất rồi lúc đó đi kiếm phòng thì rất là khó quý ông bà của chú anh chị. Thì bây giờ là em đi qua bên đó với anh ha. Dạ, để dạ. Anh làm thủ tục anh thuê trước, anh đặt cọc trước đi. Dạ, thì ngày hôm nay á là Xuân Truyền xuất viện về này quý ông bà của chú anh chị, mà Lực Tàng phải đi, cho nên là Lực Tàng nói là thôi thì đường nào anh chị cũng phải về trên đó để chuyển phòng. Thì Lực Tàng bảo là anh chị chiều nay là thanh toán tiền viện phí xem còn dư thiếu bao nhiêu, rồi bắt đầu là hai vợ chồng bắt taxi về trên phòng trọ cũ trước. Rồi sau khi mà Lực Tàng đi Bình Thuận vào rồi á thì Lực Tàng sẽ lên cái phương án là gọi điện cho bên phía anh chị ấy, rồi thuê một cái xe để bốc đồ tất cả những cái vật dụng ở trong phòng trọ ở trên đó, rồi chuyển xuống dưới cái phòng trọ mới này luôn. Như vậy là vô là hoàn tất. Thì Lực Tàng có điện cho bên phía anh chị Xuân Truyền rồi để cho anh chị yên tâm.
thế là sáng nay là nói lực tàng đi cái là hai ông bà rối luôn quý ông bà của chú anh chị. Thì bây giờ là phải từ từ sắp xếp cho về trên đó, ở một hai ngày ở trên đó lực tàng vô cái là cho xe xuống luôn là ok. Thì tỷ thiên thần cứ yên tâm nha. Bây giờ là lực tàng sẽ qua thuê phòng trọ và quay phòng trọ cho quý ông bà của chú anh chị nhìn xem như thế nào, rồi họ thủ tục như thế nào để mình đặt cọc trước để có phòng ha. À, đây là cái giải phòng trọ đây quý ông bà của chú anh chị. Cảnh nó cũng đã đến đây nó ký trước rồi. Lực tàng cũng vừa mới hỏi bên chủ trọ. Chủ trọ nói là cứ vô coi phòng đi. Được thì đến ở. Và ở đây thì chủ trọ nói rằng là rất yên lặng, không có chuyện nhậu nhẹt chơi bời phá phách hay là quậy gì. À chà thơm nhỉ. Vô giải phòng trọ thì thơm lừng chứ mà đâu giống như phòng trọ của anh Cảnh đâu. À. Phòng này thì thoải mái rồi. Ôi chà, gạch dán lên đến tận nóc luôn nè. Và mát nữa anh. À. Là phòng đồng hoàng, bóng đèn bóng điện, có cả gió luôn. Gió chỗ phơi đồ mắng sờ đồ rồi, quần áo rồi phơi đủ luôn. Trên gác ngon lành luôn. Có kệ bếp để nấu luôn. Rồi. Ở đây không gian bếp là mình đứng hơi chặt xíu. Chỗ này đi vô thì hẹp thì mình sẽ sắp xếp lại một chỗ khác. Đúng hơi chặt xíu. Toilet. Toilet bể đồng hoàng luôn. Lót hết rồi cứ mặc chung chị. Và gió có luôn mà. Có gương luôn, gương soi luôn, à, đẹp trai luôn. Gió có sẵn lên rồi. Phòng này đặt cái giường ở đây. Giường 1m6 thì vừa. Nói chung là phòng trọ thì nó không có cái diện tích mà nó rộng rãi như thế là ấy đâu. Đây. Phòng nào cũng giống phòng nào thôi. Trên gác thoải mái luôn nè. Lót luôn, gạch lên trên đỉnh luôn. Làm cái nóc á, bọn thì sẽ hai phòng giống nhau hả? Dạ. Bên đây còn phòng nữa. À, có thể là ở phòng cuối cũng được. Có thể thuê phòng cuối để được cái không gian này. Mình có để đồ vào đây được nè. Không có vướng bận gì đường xá xe cộ người ta đi. Có khi thuê phòng cuối đi. Mua giấy gạch, đây người ta còn mua cái miếng giấy tường. À, bên đây giấy dán tường. Dạ có đấy, hai vợ chồng có đầy đủ căn cước chứng minh. Có chứng minh chứ à, có căn cước. Bà vợ có căn bà vợ có căn cước. Ở bên kia cũng bắt đi bàn giấy gì. Phải đăng ký tạm trú tạm vắng này kia ở mới được chứ đâu phải là xuống là thích là ở đâu. Phòng này bên trên người ta dán nó không được ổn. Phòng mới em ok. Phòng bên ok hơn trên này nó dán nhưng mà làm không ấy hơn. Ở đây cũng được. Thêm phòng này đi. Phòng này dán hết lên trên sạch sẽ, không có bụi bặm cái gì hết. Đẹp nữa mà bên đây phòng nó thoáng mát hơn. Phòng này cũng bằng phòng nhà mày đó không? Dạ. Bằng phòng Cảnh á. Rồi, ok, nói chung là ở đây thì sạch đẹp như thế này này họ. Tích nó kiểu như bằng bãi xay xéo xéo chứ. Ừ. Họ lấy ở đây 1.2 triệu so với bên đó thì bên đây nó đúng hơn là gì nữa. Sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn. Em đi vô xe máy chạy thoải mái. Xe máy thì em vô thoải mái. Đây đúng. Không cho mắt gì hết, có camera ở ngoài luôn. Camera luôn. Rồi, ok, để ra làm thủ tục mình đặt cọc trước cái phòng này. Này nút rồi. Cửa lùa ha. Cửa lùa chứ không phải cửa đẩy. Cửa này rộng rãi thoải mái luôn. Cửa này mà bên kia có cái xe của thằng cô em chạy vô thoải mái luôn. Trời ơi, xe nếu ông em không muốn đây thì vô thoải mái. Ừ. Mà ông em ông cũng muốn đi kìa, ông ngừng ngừng không nói anh. Đi đâu? Ông kêu rủ em rồi dọn chỗ chỗ đi chỗ khác. Hay qua đây ở luôn đi. Mà qua đây cho có một phòng à? Còn một phòng á. À. Được rồi thì từ từ đi, từ mai mốt kiếm phòng được thì đi chứ có gì đâu. Dạ. Thích thì đi. Ở chỗ cho nó sạch sẽ chút cũng được. Đây, không gian phía ngoài đi vô. Rộng rãi thoải mái ha. Phòng đó thì chị cho thuê bao nhiêu tiền? 1.2 triệu ha. Bây giờ là ví dụ em thích rồi em muốn thuê luôn thì bây giờ em đặt cọc trước rồi không? Rồi khoảng 2-3 ngày gì đó rồi em mới cho người xuống dưới đây để dọn đồ xuống dưới đây được. Nhưng mà hai mấy người đó ok, sạch sẽ. Sạch sẽ mà có hai vợ chồng thôi mà không lẽ rồi ở dư?
phải có con nick thì nó mới dơ chứ, bốn mấy năm mươi tuổi rồi mà còn ở dơ nữa thì thôi chứ. Không lớn tuổi rồi con. Bốn mấy tuổi chứ không phải thanh niên đâu. À em mà với lại phòng chị Út á. Ừ. Thế ở những cái người mà nó ok chị Út. Không, ông bà này vui lắm. Tại bị thương đồ này kia cho nên là xuống dưới đây ở thì nếu như mà nói về thanh niên đồ này kia thì mình còn sợ quậy phá chứ ông bà này không có. Mà ở hai phòng hay một? Ở một phòng thôi. Chắc một phòng. Ở phòng số 3 hay số 4? Ở cái phòng gần cuối đi. Còn muốn phòng gần cuối á, mà dắt gạnh lên tới trên nóc. Ừ. Rồi bây giờ nếu như mà con thê thì đặt cọc bao nhiêu? Đặt một tháng hả? Đặt cọc 1 triệu. Rồi, cọc 1 triệu. Rồi khi nào vô là mình đóng tiền phòng, khi nào đi thì chị trả lại cho 1 triệu. À, tức là chị thu cọc 1 triệu rồi khi đúng mà rồi. Vô ở là đóng 1 triệu 2. 1 triệu 2, đúng rồi. Điện nước tính riêng hả cô? Điện nước thì tới ấy rồi nó mới tính, khi đi chị tính tiền điện nước thôi rồi chị trả lại tiền đặt cọc. Rồi, em hiểu. Giấy tờ đàng hoàng, yên tâm, đây chẳng lấy tiền để làm cái gì. Dạ. Tôi chuẩn bị xù nhiều quá cho nên mới giữ cọc. Xù hả? Xù thế thì chính này em kêu thương binh xuống đây rồi đố nó chạy đâu được. Biết sao? Nó để chìa khóa riêng nè, bữa ai muốn ra vô ra nửa đêm dọn hết. À, cái nhà chị ở gần đây mà. Bây giờ có quan tâm đâu, mình đâu có để ý đâu, người ta đi ra đi để ý làm chi. Chủ trọ ở đằng trước đây nè, mà đằng sau nó chỉnh trọ đi không biết. Vậy là giấc ngủ chắc là cũng phải nói đến là không phải. Mình lịch sự không xuống mở cửa phòng làm gì, dọn ra mà bắt đầu mới mở cửa ra thấy nó là dọn hết rồi. Nhà cô, nhà chị trồng hoa đằng trước rất đẹp, tôi tiếng mời chú anh chị. Rồi ở như này là ông xã đâu rồi chị? Hả? Ông xã đi du lịch rồi. Đi du lịch. Ừ. Sao không đi với ông mà để ông đi một mình như vậy thì lỡ hôm nay ông đi. Ông đi, ông cho ông đi chơi cho khuây khỏa đi. Chơi khuây khỏa ha. Chị nhà chị còn nhiều việc mà. Rồi bây giờ em đưa cho chị 1 triệu ha. Có cần giấy tờ gì không chị? À nếu người ở thì em photo cho chị cái chứng minh hai người mỗi người cái căn cước hết rồi để chị đăng ký rồi xong. Ông chồng thì cái chứng minh thôi. Ông chưa chuyển qua căn cước nhưng mà nó cũng giống được như thế nó hư. Chứng minh nhưng mà nó vẫn còn trong sử dụng là được. À. Thôi được rồi, bây giờ em cứ đưa cho chị 1 triệu đi rồi chị cầm đây ha. Nhớ em không? Để chị lấy sổ ra cho chị ghi cho. Chị ghi đi. Nè em đưa chị 1 triệu trước đi để dặn cọc. Giấy tờ đi. Để lúc tang sẽ thuê cái phòng đó. Như đang còn 3 phòng mà. Còn đúng 2 phòng. Tưởng 3 phòng thuê luôn cả 3. Đây là ngay cái chỗ cả 3 đó là có đại lý giấy số luôn. À. Là ông em cũng tính muốn đây là xác minh đại lý luôn là lấy giấy số bán cho dễ luôn. Ừ. Được rồi, ở phòng này được rồi, hai vợ chồng ở thoải mái. Cửa trước, cửa sau vậy như là ở đây là đố mà quậy cọ được. Chị giao luôn ngày hôm nay hả? À, để coi số điện bao nhiêu nè. Điện ở đây bao nhiêu tiền một ký? 3 ngàn một ký. À, nước là 30 một người. À, 8804 điện 8804 nè. Đó. Ok, lễ phòng số 2 này. Kể mà 3 phòng cho anh Cảnh với em qua đây ở luôn, giờ có 2 phòng. Tụi nó cũng muốn chuyển. Được rồi, thì để từ từ hai đứa sau. Tức là không ở là lấy lại cọc hả? Ừ. À, rồi ok. Chú đừng, chị không có ăn cái tiền này đó. Rồi ok. Rồi, để về số điện thoại chú nha. Rồi. Chú cứ đi nếu mà không ưng thì quay lại lấy cọc. Rồi ok, vậy là quá ok, là quá dễ rồi. Chứ ăn chi. Dạ. Nói chung thì có ghi thôi nhưng mà em cũng quay video đây rồi thì có video đây được cũng đâu có chạy ra được. Mặt bà thì thử trò đây. Đưa lên YouTube luôn. Đưa cho mày post cho lên chắc không chết. Rồi ok, xong rồi đó. Rồi, xong rồi. Rồi, chương trình thuê phòng trọ đã xong nha tỷ, để
ngày hôm đó chuyển phòng xuống như thế nào lực tàn sẽ cập nhật cho quý ông bà cô chú anh chị. Sao đây đâm thẳng ra vẹo trái là tới chợ luôn à? Chợ chợ ngay đây luôn hả? Ừ. Ôi chà, vậy thì tuyệt vời rồi. Mua đồ ăn nó dễ. Đi đi ra đây cái là rẽ phải nghĩa là thẳng ra là về bãi B đúng không? Rẽ trái về bãi B hả? Xét bên luôn. À, rồi vậy thì quá tuyệt vời rồi. Quẹo nói chung là quẹo bên đây tay trái. À. Tay trái là ra tới chợ luôn. Rồi gần chợ gần bệnh viện như vậy là hợp lý rồi. Hai vợ chồng ông này thì quá tuyệt vời rồi. Chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Ông đóng. Cứ yên tâm đi. À, không có ấy đâu, không có thì chị đuổi cổ ông ra chứ. Đồ đạc hai vợ chồng thì cũng có cái xe máy thôi. Với lại nói chung nồi cơm bếp ga đồ đầy đủ. À, phốt đây đẹp rồi, quá đẹp mà sạch sẽ, rộng rãi. Ừ. Vậy là chợ đây, à, bệnh viện đây, rồi tuyệt vời rồi, ok, rồi cảm ơn chị nhiều, bây giờ là ok rồi đó, giao dịch đã thành công. Đó, lực tàng trợ giúp bây giờ là có mấy đệ tử đây là lực tàng cũng nhờ được việc phết đấy quý bà của chú anh chị, cũng chịu khó lội bộ sang suốt đây đó để kiếm phòng như lực tàng là cảnh ok đó. Ông chú ngày nay đang ăn cơm ha, khỏe chứ chú? Khỏe rồi, đi. Cày á, bữa đó giờ đi ra tới bên kia em kéo về em dí em kéo về. Ừ. Rồi rồi, bây giờ sắp xếp đi rồi lên đường nè, hai đứa lên xe đi. Bây giờ lực tàn sẽ đưa cô em với lại cô Mãi đi ra ngoài Bình Thuận nha quý bà cô chú anh chị. À, chuẩn bị đồ đạc. Cái xe của em hôm nay đã thay được lốp bánh rồi nè, à, ngon lành rồi. Bây giờ chuyển vào đây. Là chuyến này đi ra ngoài Bình Thuận xong là vô là tiến hành là đế số về đi bán luôn đi nha. À, là chân ok rồi, xe ok rồi thì bây giờ là tiến hành mà lấy số về mà đi bán thôi. Còn cảnh thì cũng rất muốn đi bán đây nhưng mà bây giờ chưa, cha cũng sắp đến tiến hành là ca phẫu thuật đầu rồi. Nên là để của em nó đi bán trước. Được chưa? Đem qua tủ lạnh bỏ tủ lạnh. À, đi ra coi đồ đạc điện đốm nó tắt đi rồi khóa cửa lại đi. Đi ra rồi về tàng còn phải sắp xếp gấp. Để còn lo việc trong này nó cứ mà như vậy. Nói chung là cơ bản chuyến này thì lực tàng đã thực hiện xong hết các gọi như là khó khăn vất vả. Và kết quả cuối cùng thì nó đã ổn rồi quý bà của chú anh chị. À, bên phía Giang này, bên phía chú Kim này, rồi bên phía Xuân Truyền này, rồi bên phía cô Định này, rồi bên phía cụ em Cảnh đây. Nói chung là rất là nhiều ca, rồi bên phía anh Thuận nữa là nhiều ca mà lực tàng trợ giúp. Thì đến ngày hôm nay cơ bản đã có kết quả cuối cùng là tốt đẹp, xuất viện hết và ai nấy cũng đều cứng cáp và khỏe mạnh hết rồi. Nên là lực tàng sẽ đi ra Bình Thuận 19. Rồi sau một hành trình dài thì lực tàng đã về đến phòng trọ đây rồi quý ông bà cô chú anh chị. À, cô em đã về đến đây rồi. Vừa bò vừa đến nhà lết vô nhà đây. À nhà đằng may quá đang còn nguyên. Chưa mất cái gì cả. À, đại ca Cảnh là nhìn trông coi rất là tuyệt vời. Đấy. Bây giờ là ngày hôm nay là tiếp tục lực tàng sẽ truyền tải những cái thông tin tiếp theo liên quan đến cái clip mới mà lực tàng gửi tới quý ông bà cô chú anh chị sau cái hành trình đi Bình Thuận về. Lực tàng phải tức tốc lên clip này luôn. Trước tiên là phải cho quà cái tụi này cái đã, cho bọn nó ăn thanh long cái đã. Bây giờ là ra đây nè, Hiếu với lại Cảnh ra đây lấy thanh long vô mà ăn nè. Đó. Đó ra lấy vô mà ăn. Lấy thằng lấy 5-7 trái, chục trái rồi đó lấy vô mà ăn. Rau đó là của bên anh ạ. Lấy rổ đây đây cô. Bố lấy rổ, lấy rổ, lấy túi bỏ vô. Bố lấy rổ nha, lấy rổ lấy long ăn. Nhanh nhanh, qua của Bình Thuận. À, thì chiều ngày hôm nay á, là lực tàng sẽ chạy bên phía phòng của bên phía Xuân Truyền. Thì bên chị ấy cũng vừa mới chuyển đồ lên đây rồi quý ông bà của chú anh chị. Trời ơi, tài xế dục lực tàng quá trời, quá đất thích. Là bên phải nhờ Cảnh này chạy qua chỉ cái phòng đó. Bắt đầu là chị Xuân mới dọn đồ vô trong đó được quý ông bà của chú anh chị. Là lúc nãy em thì lấy 20 trái đi, hai chục trái gì đó bỏ đây mà anh em ăn chung chứ về đó anh cũng ăn có hết cơ mà. Rồi có gì đâu đừng rồi cứ lấy thằng lên rổ đó đi làm gì tối về cho ông bố mấy trái. Đó. Đúng rồi, lấy luôn cả cho ông ấy mấy trái. Lấy thêm đi Hiếu. Lấy thêm đi. Bỏ vào đó anh nhà có quất trời ai ăn đâu mà. Rồi, ăn thoải mái đi. Rồi, này là mình sẽ mang về nhà để
cho bà con gần nhà nhà mình nữa, lực tàng nữa, là cho hàng xóm họ cũng hả? Lấy thêm rổ nào đi mày, lấy đi. Là lúc nãy là em qua chị Xuân là chuyển đồ xuống rồi đúng không em? Chưa, chị Phong mới đậu xe đồ này kia. Em thấy chiếc xe rồi xong rồi quay ngang em thấy có hai người xong rồi em mới tính đi về thôi mà quay ngang thôi ở lại rồi là em cũng dọn phụ hả? Xuống xe đồ đó phụ luôn. À chân vậy thì xuống sao được? Thì em leo lên á. Em lôi ra. Như vậy là đã chuyển hết đồ vào trong phòng rồi, gọn gàng hết rồi ha, dạ, lành rồi ha. Mày có cả nhà chứ không có thì tàn không biết xử lý như nào, lấy thêm đi. Nè. Này, bỏ thêm quả bự nữa vô đúng không? Để đây làm gì? Trời ơi. Đem đi, bỏ đi. Đủ chưa? Lấy nữa không? Thôi rồi. Lấy làm rổ nữa. Nghĩ em cho người ta em chứ em không có ăn. Mày ngán anh Long quá rồi hả? Có thuốc độc trong đó hả? Anh Long này không có thuốc độc đâu. Anh Long mua ngoài chợ thuốc độc không quý bà của chú anh chị. Ôi, đang còn quá trời rồi. Có anh không lấy nữa đi bay. Lấy thêm rổ này đi cảnh nè. À, đại ca đang đi lang thang đây. Đại ca này chuẩn bị lên thớt rồi đó, cho lên thớt luôn. Đi lang thang lúc nãy thấy đứng tút trên cái đường như kia kìa. Em đi kiếm mấy lần đó. Anh Thanh Long đi. Cho cả Thanh Long nè. Ăn đi. Không ăn, quyết định không ăn. Anh Long đi. Ăn đó. Nhớ luôn ha. Rồi thì bây giờ là không lấy nữa đúng không? Bạn không lấy đừng hối hận nha. Mình đã gom tiền thì lấy thêm một rổ rồi đi. Đưa đây, ra đây lấy thêm một rổ nữa. Cho người ta đi. Đổ đổ cái rổ đó đi, lấy thêm rổ nữa đi cảnh. Ký có 10.000 bên Mỹ thì cả hàng mấy trăm ngàn. Đây nè, đổ vô thì ăn chứ không về nhà quá trời có đất không ăn hết đâu. Đang còn cả giỏ đi nữa mà. Này chuyển qua bên Mỹ cho anh hai. Rau rá chuyển qua cho mẹ nuôi anh chay. Lực Tàng phải chạy qua bên giải phòng trọ bên đó để xem coi phòng trọ như thế nào. Rồi sau đó là Lực Tàng phải chạy vô bệnh viện 7B để làm thủ tục xuất viện cho bên phía anh Truyền. Có khả năng là có xe ở đây thì chở luôn ông về đây chứ không có tí này là phải bắt taxi rồi ông chả biết đường đâu quý bà chú anh chị. Bây giờ bà Xuân là đang ở nhà một mình và không biết địa điểm đi ra 7B đâu. Vô đây là coi như là tù mù luôn. Thì có cái xe máy nhưng Lực Tàng sẽ chạy với đó rồi chở chỉ ra bệnh viện rồi gom đồ về rồi chở vô phòng trọ lại. Thì Lực Tàng sẽ truyền tải cho quý bà của chú anh chị nha. Lúc nãy Lực Tàng vừa trả tiền xe là hết 1.5 triệu. Công người ta chở từ trên Phú Giáo xuống dưới đây rồi cứu bà của chú anh chị. Bây giờ là Lực Tàng cũng phải làm cho nó xong cái việc này rồi Lực Tàng mới về nhà được. Đi 2 ngày rồi đó. Rồi bây giờ là đi thôi. Bên... Hả? Em nói cái này cái. Nói cái gì? Đưa tiền em lấy giấy số bán. Mày mày lấy đúng không? Ừ. Mày lấy tí anh chuyển khoản cho mày. Không mày em thì sao được rút được? Rút bây giờ anh đâu có tiền mặt đâu. Thì có gì đâu, ông lại tới đó. Lại đó chuyển khoản cho người ta. Chuyển khoản cho người ta luôn. Đúng không? Không có biết chuyển đâu. Trời ơi. Có thằng Cảnh đây mai nhờ nó đi nó lấy phụ cho nè. Dạ dạ dạ. Để tao chuyển khoản cho chứ bây giờ đưa cho tụi bay tiền mặt làm mất đi mai nói ơi mất rồi lấy Lực Tàng thôi. Mà Lực Tàng đâu có tiền mặt ở đây đâu. Hết rồi. Bao nhiêu tiền? 2 triệu hả? 2 triệu. Còn tiền ăn không? Còn ha. Còn thì khỏi ha, Cảnh còn tiền ăn không? Dạ còn ha. Vậy khỏi khi nào hết thì báo để anh chuyển xuống xe đồ hết rồi. Nói chung là giờ bà cô đó chỉ bày ra rồi xong rồi chỉ dọn dẹp rồi bày ra rồi kia thôi. Anh đến để anh ra làm thủ tục xuất viện cho ông ngoài kia không biết tiền bạc bao nhiêu bây giờ là tiền chồng chất cho ông bà xin tiền ở đây cứ mang cho anh chị này. Biết có dư thiếu cái gì trong ngoài đó rồi. Biết lấy tiền đâu ra rồi mà trả tiền hỗ trợ cho người ta nữa này. Vừa nói xong cái xin tiền điện luôn rồi cứ ông bà của chú anh chị nè. Alo.
Ủa chú tới đâu rồi chú Lộc? Em về đến chỗ phòng trọ của anh đây này, bệnh viện kia xuất viện chưa? Bà cô bảo hỏi là sao kia cứ lực về sớm sớm kìa. Bệnh viện báo xuất viện rồi đúng không? Bà cô kêu. Đúng rồi, kêu chú Thanh vô lấy tiền dư gì đó. Rồi, ở đó chờ đi 30 phút nữa ra. Thì bà cô bảo nói con lên ở lại đêm nữa. Rồi ok, để em đang tính em vô phòng trò, em chở chị ra đó gom đồ với anh này, em chở vô đây lại nè. Mấy ông mấy bà sướng quá rồi mà không biết tôi bệnh cỡ nào đâu. Ở đó đi, chờ một chút xíu đi. À, anh ghi nhận chú rồi, chú ơi. Ừ. Ở đó đi, ghi nhận là lằng nhằng là không ổn. Ừ. Chú chờ cả đời chưa hết rồi. Rồi ở đó chờ một chút xíu nữa nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phòng trọ để bà nó chắc cũng không biết đường, nó biết xá, chứ là đang đứng chờ lực tạng bên đó. Rồi ông chồng thì ở trong bệnh viện là hối. Úi trời, trăm thứ bài ngàn. Quý bà của chú anh chị tiếp tục đồng hành cùng với lực tạng trong clip ngày hôm nay nha. Đây là cái dãy phòng trọ mà lực tạng đã thuê trước đó cho bên phía chị Xuân Truyền ở đây. Quý bà của chú anh chị nè. Thì cái xe của chị Truyền đang ở trong kia rồi. Lực tạng trước đó cũng đã xuống đây thuê, bây giờ cửa khóa cắm tiêu rồi. Sao lại vô được đây? Chị Truyền ơi! Truyền ơi, mở khóa cho em coi. Bây giờ vô đây để coi tình hình như thế nào rồi lực tàng mới tính toán rồi đi ra ngoài đó để thanh toán tiền viện phí ngoài đó để chở ông về đây luôn. Cứ mặt của chú chị là chủ nhà người ta đưa chìa khóa cho mình luôn đó ha. Dạ. Là khóa luôn trong đây là khỏi phải mất xe mất cổ gì hết được đó. Để vô coi cái phòng bà dọn dẹp như thế nào rồi nè. Ông thì đang dục ngoài kia. Rồi, để đây tí cái khóa sau. Ở đây thì quá im lặng rồi còn gì. Thấy phòng ổn không? Dạ được rồi. Ok ha. Dạ. Ở đây thì còn gì bằng nữa. Đây, chà. Quá đẹp rồi còn gì nữa, tủ lạnh đồ này kia nệm mang được hết đồ không đây. Lúc nãy là bên phía cảnh nó cũng phụ dọn với chị đúng không? Nó lấy xong rồi đấy, bỏ ở đây cho chị mới sắp xếp, bỏ có gì không xài bỏ cho đây không xài bỏ lên trên gác. Dạ. Quá gọn gã rồi còn gì. Úi cha, nhiều đồ phết đấy nhờ, đang sạch sẽ lắm. Chén bát nồi niêu xoong chảo là chị cũng ok. Dạ. Đó, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn, đường, đồ này kia vẫn còn. Đó, nồi cơm đặt ngay khúc này. Cái này thì nồi cơm đặt đây. Bà Bồ Tát thì cho nằm đây. Chúng là mới về mà chị cũng dọn dẹp cái này là ổn. Nhưng có cái đường đi vô nó hơi hẹp thì dạ cũng đã đại cải luôn. Kệ ha. Dạ được rồi. Có khả năng là cần thiết thì để xích cái tủ ra đây nè. Rồi lôi cái kệ kia ra đây. Cái kệ mà đứng nấu á, chị đứng đây chị nấu nè, đặt đây nè. Còn cái kệ này bỏ vô trong. Chị hiểu không? Thì chị đứng đây chị nấu được chứ bây giờ đặt trong đó là sao đứng nấu? Đúng không? Thôi rồi, cái đó để từ từ đi rồi về tí dọn sau. Em chỉ cho vậy đó, kéo cái kia ra đây. Dạ. Cái này bỏ vô trong kia thì chị đứng đây chị nấu nè. Dạ. Đúng chưa? Vậy nó hợp lý hơn. Xây cái toilet này họ xây bị sai thì cứ bằng chú chị hơi nhỏ cái khúc đó. Nhưng mà thu lại về vẫn ok. Chả hai vợ chồng ở đây được quần nhau thì đẻ nữa rồi còn gì. Đúng không? Đẻ được già, đẻ được. Vậy là cũng nhanh nhẹn lắm chứ. Em tưởng không biết đường về trên nữa rồi dọn nồi xuống đây. Nhưng mà cũng biết đường như vậy là cũng nhanh đó chứ. Chị làm lẻ lắm em ơi. Đã nãy xong rồi cho ổng về ổng. Là ông ấy là đang dục em ở trên kia kìa. Coi trên gác có kết sắt rồi dấu giếm cái gì trên này không nào? Có. Ô chà, làm một gác thì đây rồi lo rồi. Chậu chậu sau thì thoải mái nè, không thiếu nè. Tivi còn xài được không? Dạ còn ha. Để đó từ từ rồi dọn xuống sau ha. Dạ. Này thì ví dụ như mà kiêng cử nhau thì bà lên đây nằm, ông nằm dưới được. Đó trời ơi, cái thằng đấy nó cưa dò dục luôn. Cưa dò dục luôn á. Nguy hiểm á. Dạ. Rồi thì bây giờ là đóng cửa lại đi, đi ra ngoài kia làm thủ tục xuất viện cho ông để chở ông về đây. Em có xe sẵn đây em chở luôn ra rồi chở vô.
cho cái xe máy này vô phòng đi. Hay là để ngoài đây được không? Chỉ có cái xe máy đây nè. Mai mốt nhớ đường mà đi, dùng xe để đi lang thang tìm. Rồi ở quên đi, rồi từ từ mới tính được. Giờ chưa quên. Trọ thì cái đường hẻm thì nó chỉ được vậy thôi, cứ mà xe này cũng hơi nặng đấy chứ. Rồi, ở đây đang ok lắm, khỏe lắm. Hai vợ chồng ông bà này khỏe đấy chứ, nhưng mà do bệnh tình thôi chứ. Chuyến này về đây rồi lo mà làm ăn thôi chứ giờ làm sao. Chà, em chạy đi bệnh viện mà nó dục quá trời đó. Cái anh tài xế đó cũng khó chịu quá. Mà bảo người quen cái gì mà lấy 1.4 triệu, 1.5 triệu cái tiền chở ghê. Chị nói là biết sao người khác là kêu 2.5 triệu luôn á, được phải không? Dạ, cứ xong cái thằng này mới quen ổng á. Ừ. Lấy 1.5 triệu chị cũng ngại luôn á, không biết sao luôn á, giờ kêu bớt nó không bớt nữa. Thôi mà nói chung thì ông cũng dọn dẹp rồi, ông khiêng lên khiêng xuống thì thôi. Thì nó xuống cũng vậy cũng được. Nước là của mình, là mình mua nhiều vậy đó hả? Dạ, nước cho chị chở nó đem xuống. Ừ. Rồi ông chủ trọ ở trên nó đâu có nói gì không, lên chắc ông. Trời ơi, ổng âm sầm luôn, chị cũng im luôn, chị đi ra. Im luôn. Dạ. Không cho ở thôi chứ về gì phải nói. Dạ. Không cho người ta ở thì người ta chuyển đi chứ. Là hôm trước là ông nói là cái gì mà anh chị gọi điện cho em dục em kia à? Trời ơi, ổng nói sao ổng về dọn dẹp đi để tôi dọn rửa. Thì à. Xong rồi chị mới nói là anh nói là hứa một tuần nữa là chị để kiếm phòng mà dọn ra. Ừ. Mà vậy mà chưa gì hết trơn, cái là hối giặt chọc vậy là cái xong rồi chị nó thôi để từ từ đi cho mới tắt máy. Trời ơi, mà chị ở hết tháng chưa? Chưa hết tháng mà dám đuổi con người ta đi. Dạ. Hồi mà sáng nay chị nó có bóng đèn, nhưng mà chị nó ổng nói một câu vậy nè, nó của người ta cho 1 tháng lương mà sao người ta không tính, còn cái bóng đèn mà đòi lại chị cho luôn. Thì bóng đèn của chị lấy. À, rồi bóng đèn không đứt. Rồi mình treo trong nhà của ông, rồi khi đi ông cũng đòi. Dạ, thôi chị cũng cho luôn. À, dạ. Sao mà chủ trọ gì mà lạ kỳ vậy? Chị người ta ở luôn. Chưa hết tháng, chưa hết hợp đồng. Dạ. Mà dám đuổi con người ta đi. Dạ. Đuổi rồi có trả tiền lại cho chị không? Không có. Không có mà dám đuổi đi. Dạ. Sao mà kỳ lạ vậy? Dạ. Làm lực tàng đang đi Bình Thuận, nói xuất viện cái hỏi lực tàng đang tính là cho hai vợ chồng về trên đó ở 1-2 hôm để lực tàng vô, rồi lực tàng mới tính phòng trọ này kia. Xong nói bên ông chủ trọ ông không cho ở nữa, ông đuổi đi luôn rồi. Dạ, nó đòi dục ra đồ ra đường. Xong cái chị nói để đi hả, để thì anh nói hứa là em là một tuần nữa để mướn nhà trọ đang dọn ra. Ừ. Mà chưa tới tuần, mà chưa tới tháng mà xong cái xong ổng điện lại xong với em vậy đó. Chị mới mấy ngày sau em mới điện cho điện lên đó là sắp xếp em, sáng em điện cho ổng đó nói cho chị đó dọn. Rõ ràng rằng là cái clip hôm bữa ông nói đi bệnh viện về đi rồi ông cho thời gian 1 tuần. Dạ. Rồi sắp xếp để mà chị đi. Dạ. Vậy mà người ta chưa về ở được ngày nào, bệnh viện thì chưa cho xuất viện mà ông bắt người ta về dọn đồ ra ngoài đường. Chủ trọ đó là không có được. Dạ. Người ta nói xong rồi khó. Dạ. Mà khó đến mức độ như vậy được. Dạ, cái xong cái ông là người ta cho 1 tháng mà người ta không tính toán, mà cái bóng đèn đòi lại, nhưng mà có chị lấy, có ổng bóng đứt rồi. Ông mới thắc mắc chị vậy đó. À, tức là dạ. Mình mua bóng đèn mà ông cứ nghĩ là bóng nó của ông á. Dạ dạ dạ. Chà, dạ, sao mà chủ trọ gì mà nhỏ mọn đến mức độ mà cả dạ. Cái bóng đèn không mà cũng lấy của người ta nữa trời. Dạ, bóng đèn bự kìa, bất lực bự vậy nè. Ừ. Gắn giữa nhà. Vậy cho luôn để ông. Cho luôn. Thôi kỷ niệm cho ông đi ha. Nói sao đuổi tôi đi rồi bây giờ còn bao nhiêu ngày, 1 ngày cũng lấy tiền lại. Dạ. Sao không nói với ông? Ông nói vậy chị cũng phải cãi, dọn gì dọn ra chị không nói gì dọn nữa. Ra. Dạ. Bây giờ ông tôi thiếu ông bao nhiêu hay là như thế nào đó? Ông còn thiếu tiền nợ của ông không? Không, nhưng mà cái con vợ á là bữa chị anh nằm ở bệnh viện năm 2 giường á, chị là về mà như là mệt mỏi với lại hả đuối quá. Sáng mai bà qua bà lấy tiền nhà bà không nói, mà cái bà nó cho luôn tháng. À. Xong rồi chị nói chị cảm ơn. Rồi cái tháng sau là cứ đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà cứ đóng tới. Là vậy đó, mà có vậy thôi mà tức là thằng 1 tháng họ cho rồi ha. Dạ. Thôi được rồi, thì vậy là được rồi, thì coi như tháng này là trả lại cho họ rồi, coi như mình dạ. Khỏi nhận cái gì đi ha. Dạ dạ. Ừ. Vậy đi, mình đang khổ, đang khó khăn là họ dạ. Không thông cảm cho mình chút nào hết. Dạ. Sống cũng phải có một chút gì đó chứ, bây giờ người ta đang lăn lúc sơ cơ, kể cả anh chị có bị cái gì. Cộng đồng cô chú cũng đang đóng góp để trợ giúp, mà họ bệnh tình ốm đau thì họ mới như vậy. Không biết là có cái chuyện gì hay không, nhưng mà sống cũng phải để cho người ta có một cái nhịp thở chứ. Từ từ nó mới tính được chứ. Làm em đi trên đường em rất bực luôn, em nói về trên mà ông lộn xộn hay gì cứ ghi âm cứ quay clip lại cho em rồi em đưa lên trên cộng đồng để xem coi như thế nào.
Còn không biết là bên đó họ sống với chị như thế nào, tốt xấu ra sao, nhưng mà trong thời điểm này anh chị đang nằm ở trong bệnh viện mà chưa được về, mà họ đuổi, họ vứt đồ ra, họ vứt đồ ra khỏi phòng trọ là em không có chấp nhận. Dạ. Đâu ra mà sống đến mức độ như vậy? Em đi quay, nhưng mà chừng nào em về chị mới, em nói chị mới dám lên đó chứ, sắp xếp đàng hoàng kêu xe dọn đi chứ chưa vậy chơi. Cái ông đấy có về không, tôi dọn đồ giục ra ngoài. Ừ. Nói vậy á. Nói câu đó là sai rồi chú sống vậy không được rồi. Nói các cháu đã nói với chú đã nói là cho phép một tuần để dọn được phòng, rồi bắt đầu là có phòng rồi mới cho họ chuyển đi, trong lúc vợ chồng người ta đang ở bệnh viện mà dục đến mức độ như vậy. Thôi rồi, về đi rồi, để em trở về rồi tí tính tiếp. Ở đây là đang còn Lực Tàn đã đặt cọc ở đây 1 triệu rồi, quý bà của chú anh chị nè. Bữa đi Bình Thuận là đã đặt cọc ở đây 1 triệu, và khi mà vô là phải đóng ở đây 1,2 triệu. Thì bây giờ hy vọng là ở ngoài kia là bệnh viện viện phí người ta thu đang còn dư tiền ha. Đó, nợ em mà giờ nợ hơi nhiều rồi đấy. Nếu mà phải đơn giản là không biết. Chị cũng nợ cho em cũng khá nhiều luôn á. Nhà ấy xong thì đào trả nợ cho hả? Ừ, chín này mà không có ai hỗ trợ là. Chín này mà không có ai hỗ trợ là ghi nợ đó, rồi mai mốt đi làm đi này kia trả lại cho em từ từ. Dạ. Thiếu nợ hả? Thiếu nợ em hả? Thì chị mơ suốt đời luôn. Về đây là em cũng có nói với chủ trọ đó ha, người ta ở rất là sạch sẽ đây nè. Dạ. Về đây là không có được rác rưởi đồ này kia là sống rồi. Ừ. Chứ ở đây mà bà chủ trọ là bà ở ngay đằng trước luôn, mà lộn xộn là bà đuổi đi nữa là mất công lắm ấy ha. À. Hết sức giữ vệ sinh sạch sẽ rồi an toàn cho người ta. Sống là môi trường chung là nó phải như vậy. Ở đây thì một mình một phòng rồi chứ đâu có giống trên kia là chia đôi ra đâu. Sống với bà con anh em, sống với cháu chắc mà khó khăn đến cái mức độ dã man. Rồi, bây giờ ra bệnh viện các đã nha quý mà của chú chị.